rất là hiếm, trên thị trường rất là hiếm, không phải lúc nào cũng có đâu. Và số những người sử dụng những cái bộ ghế như này thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, không phải là hàng phổ thông mà không phải lúc nào cũng có. Và để chọn lọc được những bộ ghế như này thì sẽ phải mất rất là nhiều năm, mất rất nhiều năm để chúng tôi chọn gỗ. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện trong clip giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì nhà em lại xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ bàn ghế hàng cực kỳ là VIP. Đây là bộ bàn ghế nghê đỉnh tay cột 16 và bằng chất liệu là chất liệu gỗ đinh thối, hàng chọn gỗ chọn vân. Đây trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây, bao gồm có 10 món hàng thì cực kỳ là khủng luôn. Do là không gian hôm nay là nó hơi chật một chút và em quay trong nhà thì ánh sáng hơi kém, thì để giới thiệu chi tiết hơn. Đây, ngay sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho mọi người về bộ ghế này. Quay phim quay lại gần và tổng thể của chiếc ghế nhỏ này. Chiếc ghế nhỏ này thì có kích thước chiều ngang là 97 và sâu là 67, và được chạm theo mẫu là mẫu nghê đỉnh. Toàn bộ phần trương này là được chạm là thủ công bằng tay này. Trương là trương nghê ba đầu này. Chính giữa là có đầu hổ phù. Bên dưới vách là được tam lân vần cầu. Cũng như là bên dưới này có nghê trầu và đầu hổ phù. Hàng thì là vân gỗ tự nhiên, cũng như là hàng cực kỳ là dày dặn và vân gỗ tự nhiên. Cái chất liệu gỗ đinh này, quý vị biết là hiện tại thì là đang rất là hiếm và cực kỳ là hot trên thị trường. Do là cái chất gỗ cực kỳ là bền, không quăng vây mối mọt, vô cùng giá trị. Đặc biệt bộ ghế này thì là cái phần vân gỗ này được chọn lọc rất là kỹ, là vân chun tự nhiên, nên là cái giá trị nó lại gấp nhiều lần hơn nữa. Đây, đây là hình ảnh tổng thể này. Quý vị quay tổng thể cho quý vị xem cái dáng ghế này. Quay hết cái ghế này đi. Quay xa là quay hết cái ghế này cho quý vị xem được. Cái dáng ghế này, dáng ghế là nghê đỉnh cực kỳ là vip luôn nhá. Tại là cao là 1m7, cao 1m7. Và ngồi ở đây thì là còn rất là rộng rãi và thoải mái này. Hai bên tay nghê này, chúng ta để tay đây, cực kỳ là thoải mái này. Tay nghê là toàn bộ tay của chúng tôi là tay liền khối nhá. Giới thiệu cho quý vị cái phần tay này của chúng tôi là phần tay là toàn bộ là phần tay liền khối, cũng như là phần gỗ là nu chun này. Rất là đẹp này. Đây. Liền khối cả một con nghê luôn, cả một cục gỗ nặng và được đục chạm cực kỳ là sắc nét. Đây, phần để tẩy tay này là được vê tròn lên. Trong quá trình chúng ta ngồi là cực kỳ là thoải mái, không bị cấn tay. Những bộ ghế thông thường là chúng ta sẽ vê vuông này thì là cực kỳ là cấn tay này. Đây, phần cột đây, vị này. Phần cột ghế này, cột 16. Gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Gỗ chọn lọc cực kỳ là đẹp luôn. Còn trương ghế này là trương đục thủ công bằng tay. Chính giữa này là có nghê trầu. Đây là vua của các loại nghê này, vị này. Hình ảnh thì đục chạm sắc nét và thủ công cực kỳ là chi tiết luôn. Đây, quý vị xem chi tiết này. Chi tiết hơn này, quay gần hơn chi tiết này. Đây, từng cái mắt con nghê này hay là những hàm răng này là được chúng tôi làm rất là kỹ. Phía bên trong này tiếp tục lại là một chiếc ghế thứ hai. Chiếc ghế này thì là tất cả phần mặt ghế này đều được làm từ một mảnh gỗ quý vị nhé. Nên là vân cực kỳ là đều nhau luôn, vân chun cực kỳ là đều nhau luôn. Đây, trên này đây, trên vách này cũng là rất là chun, vách rất là chun, cột đây chun này quá là đẳng cấp luôn. Tại những sản phẩm có một cái độ chun gỗ như này rất là hiếm trên thị trường, rất là hiếm, không phải lúc nào cũng có đâu. Và số những người sử dụng những cái bộ ghế như này thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, không phải là hàng phổ thông mà không phải lúc nào cũng có. Và để chọn lọc được những bộ ghế như thế này thì sẽ phải mất rất là nhiều năm, mất rất nhiều năm để chúng tôi chọn gỗ và để làm những bộ ghế chun như này. Đây, đây là hình ảnh chiếc đoạn dài này. Chiếc ghế dài này có kích thước là dài 2m17 và sâu 67 và tính theo phần khuôn tranh. Đó, tay cột là tay cột 16 này. Vách là ba vách là tam lân vườn cầu này. Và vách rất là dày. Vách rất là dày, hàng chọn lọc luôn, chọn lọc gỗ về độ dày dặn cũng như là vân gỗ, rồi gỗ cực kỳ là sạch đẹp luôn. Nó là cực phẩm luôn. Cái phần yếm ghế chúng tôi là đục yếm hoa lá tây, toàn bộ yếm hoa lá tây và chân là đầu lân và có chân xoáy, đầu lân chân xoáy. Đấy, phần vân gỗ đây, khoán mặt ghế dài là liền một tấm, hàng cực kỳ là vân luôn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là trên thị trường là không phải lúc nào cũng có quý vị nhé, hàng cực kỳ là hiếm luôn. Đó là quý vị nào mà có nhu cầu mà sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đây. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 510 806, website là đồ gỗ tùng8.com. Đây,
phía trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc bàn này. Chiếc bàn này có kích thước là chiều dài là 1m85, chiều ngang là 107, bàn rất là khủng và hai bên là có ngăn kéo hết. Mặt bàn này quý vị này, mặt bàn cực kỳ là to mà lại liền tấm nhá quý vị nhá, mặt bàn này liền tấm này, kích thước rất là to, những cái cây gỗ cổ lớn mới làm được. Đây, ngoài ra còn có chiếc đôn ngồi. Chiếc đôn ngồi kia là có kích thước là 45 x 45 này. Chiếc đôn kèm ghế này thì là 67 x 50. Tất cả là mặt gỗ đến phần chân, phần yếm là đều là chúng tôi chọn phần chun hết. Chúng tôi chọn phần chun hết nhé, quý vị nhé. Đây, thì quay lại một lần nữa tổng thể. Bia máy tổng thể cái bộ ghế này để chú vị quan sát lại. Tôi xin nhắc lại là bộ ghế này là có tay cột 16, chân 16, tay 16, cột 16 và bao gồm 10 món. Chất liệu gỗ đinh thối nhá, chất liệu gỗ đinh thối và chọn vân chun vậy nhá. Hàng này là hàng VIP và không phải lúc nào cũng có, trên thị trường nào cũng có. Đấy, nên là quý vị mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cái số điện thoại này. Chúng tôi sẽ báo giá cũng như là gửi hình ảnh chi tiết và thông số cho quý vị. Ok, xin chào mọi người. Mọi người nếu mà quan tâm thì có thể bấm like và đăng ký kênh của tôi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ cũng như là giới thiệu các sản phẩm đồ gỗ nội thất, hàng VIP, hàng độc đáo. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.